Kinh ngạc chứng kiến chú rùa có trái tim đập ngoài lồng ngực. Chú rùa đặc biệt được cách ly với những con rùa khác để tránh bị làm tổn thương. Cộng đồng mạng gần đây đã thể hiện sự xúc động mạnh mẽ khi xem một video có hình ảnh chú rùa bạch tạng con có trái tim đập bên ngoài lồng ngực. Owen Lin được biết đến với cái tên là Owa Mike trên Instagram đã chăm sóc chú rùa con bụng hồng tại nhà ở New Jersey sau khi được bạn của cô, một người nuôi rùa ở Mỹ, trao tặng. Chú rùa gặp một tình trạng hiếm gặp đến nỗi các bác sĩ thú y không biết gọi tên là gì. Mặc dù ở người, hiện tượng này được gọi là ectopia cordis, một hội chứng khiến một phần hoặc là toàn bộ trái tim nằm bên ngoài cơ thể. Owilin, 29 tuổi, đã đặt tên cho chú rùa này là Huff, hy vọng, và cho biết rằng Huff đã tác động đến cuộc sống của tôi theo những cách thực sự khiến tôi xúc động. Chú rùa rất nhỏ và mong manh nhưng không hề sợ hãi. Chú rùa đã nhận được sự yêu thích từ rất nhiều người trên thế giới. Họ gọi Huff là một chiến binh nhỏ bé tuyệt vời. Hiện tại, Owilin đang chăm sóc chú rùa theo cách bình thường, nhưng sắp tới sẽ được tách ra khỏi những con rùa khác vì lo ngại chúng sẽ đâm vào chỗ dị tật của Huff. Cây đa 300 tuổi có 6 thân cây choáng váng. Hình ảnh về cây đa cổ thụ 6 thân 300 tuổi này khiến nhiều người chứng kiến không khỏi thốt lên kinh ngạc. Họ cho rằng cây đa này là cây đa thần rất linh thiêng và không thể xâm phạm. Theo thông tin đăng tải, thị trấn Thiên An, thành phố Đông Phương, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc vốn đã nổi tiếng có một cây đa cổ thụ khổng lồ. Người dân địa phương cho biết cây đa cổ thụ này đã có hơn 300 tuổi, là cây cổ thụ được bảo vệ cấp thành phố. Nhìn từ xa, nhiều người tưởng rằng có 6 cây đa trong một quần thể, nhưng thực chất chỉ có một cây đa duy nhất với 6 thân khác nhau. Sự hình thành của 5 thân con là từ những rễ chùm thả xuống, sau đó tự hình thành phát triển nhánh mới, tạo thành kỳ quan một cây đa nhưng có 6 thân. 3 thân lớn nhất mọc cạnh nhau, 3 thân nhỏ hơn mọc cách xa nhau đều đặn 10 mét. Đáng nói, cả 6 thân này đều phát triển theo kiểu cành lá hợp thể, xum xuê dị thường. Ước tính, diện tích che phủ lên tới hơn 1.600 m². Nhiều người sau khi xem những hình ảnh về cây đa 6 thân này 300 tuổi đã không khỏi thốt lên kinh ngạc. Họ cho rằng cây đa này là cây đa thần rất linh thiêng và không thể xâm phạm. Người dân địa phương cũng cho biết thêm, họ luôn coi cây đa cổ thụ này là một gốc cây thiêng, tuyệt đối không dám tự ý mạo phạm. Nhà thiết kế Đài Loan ở cùng nhà với 4 con lợn. Jenny Tishai bắt đầu nuôi lợn như thú cưng từ 12 năm trước và khẳng định, dù nuôi không dễ dàng, chúng cũng đã mang đến cho cô niềm vui. Với Jenny, một nhà thiết kế web ở Đài Loan, năm nào cũng là 5 con lợn. Bởi cô đã sống cùng với 4 con vật này trong căn chung cư tầng 9 ở thành phố Đài Trung rất lâu. Tishai cho biết, những con lợn của cô rất thông minh, biết cách mở tủ lạnh thuần thục. Vì thế, hiện Tishai đã phải bảo vệ chiếc tủ bằng cách dùng một sợi dây thừng chằng quanh thật chặt. Lợn là con vật rất đáng yêu. Khi tôi ốm, chúng sẽ ở bên cạnh làm bầu bạn, nhưng bạn sẽ không thể giả vờ ốm được đâu. Nếu phát hiện, chúng sẽ gây rắc rối hoặc phá phách đồ đạc, Tishai nói. Trong văn hóa của người Trung Quốc, những con lợn thực sự có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt khi chúng trở thành thức ăn. Viên đá có hình như miếng thịt lợn đang được trưng bày trong bảo tàng tại Đài Loan, thu hút lượng lớn người tới chiêm ngưỡng mỗi ngày. Nhưng đàn con lợn của Tishai được xem là những con vật may mắn, bởi cuộc đời chúng đã không kết thúc trên đĩa ăn. Người phụ nữ 43 tuổi tiết lộ, cô bắt đầu nuôi lợn làm thú cưng từ 12 năm trước, khi gia đình được tặng cho con heo con Little You. Hiện con lợn này nặng 65 kg. Khi lợn nhà hàng xóm đẻ, ngày nào tôi cũng đứng nhìn những con lợn con say mê đến mức bố và anh trai quyết định mua cho tôi một con, Tishai kể. Những năm sau đó, Tishai mang về thêm 6 con lợn bị bỏ rơi hay đem cho, 3 trong số này hiện đã chết. Dưới sự chăm sóc của Tishai, 4 con lợn còn lại hiện có cuộc sống sung sướng, được ngủ trong căn phòng lớn nhất trong căn chung cư của cô, trong khi Tishai và bạn ở phòng bé hơn. Mỗi con lợn của Tishai có chăn, quần áo, bát và dây xích riêng.
Cả căn hộ của T-Sai được trưng bày những bức tượng nhỏ, đệm, tranh ảnh, bát có in hình lợn. Tuy nhiên, nhà thiết kế trang web cũng thừa nhận nuôi lợn không dễ dàng. T-Sai từng nuôi một con lợn con 5 ngày tuổi, cứ 4 tiếng lại phải cho nó bú sữa bình một lần. Cô cũng từng nuôi một con lợn bị vứt bỏ ở bãi rác do tàn tật, mỗi khi đi đâu cô lại cho nó vào xe đẩy. Nuôi lợn rất khó, chúng có thể phá phách đồ đạc, chúng cắn xe và cũng ăn rất nhiều, T-Sai tiết lộ. Khác với chó mèo, hiện tại không có khách sạn thú cưng nào nhận chăm lợn. Vì thế, chủ của chúng không thể đi đâu xa và phải hy sinh rất nhiều cho chúng. Dù vậy, T-Sai cho biết những con lợn cưng đã mang đến cho cô nhiều niềm vui trong những năm qua. T-Sai chia sẻ, cô lo sợ năm mới Kỷ Hợi sẽ có nhiều con lợn nuôi bị bỏ rơi. Hai trang Facebook mà T-Sai làm chủ có hơn 2.000 người hâm mộ, cho thấy số lượng người muốn xin ý kiến về việc nên cho đi hay giữ lại lợn cưng đang tăng lên. Tôi hy vọng mọi người hiểu ra rằng nuôi lợn không dễ chút nào. Theo tôi, họ nên nói chuyện với người có kinh nghiệm nuôi lợn và cân nhắc mình có thời gian và không gian để chăm sóc chúng hay không trước khi nhận nuôi, cô bày tỏ. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.